Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh FPNC, và chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối của chương trình, đó là phần bình luận về thị trường chứng khoán. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời, đó là chị Bảo Châu đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Vâng, thưa chị Bảo Châu, ở phần đầu tiên thì chúng ta cũng đã có một cuộc chuyện trò cũng như là trao đổi về phiên giao dịch của ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn đặt ra ở trong phần 3 này thì chị có thể nói về cái diễn biến của giao dịch tuần này như thế nào được không? Về giao dịch của tuần này thì tôi thấy là giao dịch diễn ra khá sôi nổi. Về phiên thứ hai thì cái phiên đầu tiên của tuần thì có thể thấy là có giao dịch khá, cái thỏa thuận khá mạnh của cổ phiếu Masan với hơn 45 triệu cổ phiếu được thỏa thuận, thêm đóng góp thêm cho cái giao dịch tích cực của cái thanh khoản của tuần này là cái phiên hôm nay, là cái phiên mà khối ngoại là các quỹ ETF đã cơ cấu lại danh mục, thì giúp cho cái giao dịch khá bùng nổ. Vì thế mà có thể thấy là cái tuần này là một cái tuần giao dịch khá sôi nổi của cả hai chỉ số. Còn xét về diễn biến của chỉ số thì tôi thấy là về chỉ số VN Index thì tôi thấy chỉ số khá giằng co trong tuần. Khi mà hai phiên đầu tuần thì chỉ số có giao dịch không mấy tích cực, thì sau đó thì lại có hai phiên cũng hồi phục và cũng được tích cực, nhưng mà cái phiên hôm nay lại là cái phiên giảm điểm. Trong cái tuần này và tính cả cái tuần trước thì chỉ số đã có đến 6 lần không có chinh phục được cái ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự khá mạnh là 580 điểm. Bởi vì ở cái ngưỡng này thì tâm lý nhà đầu tư khá là dè dặt và cái áp lực chốt lời khá cao. Thì chốt tuần này thì chỉ số cũng đã không chinh phục thành công được cái ngưỡng 580 điểm. Còn ở sàn Hà Nội thì tôi thấy là chỉ số HNX Index lại có cái diễn biến tích cực hơn, khi mà chỉ số đã vượt lên được cái ngưỡng 80 điểm trong tuần. Vâng, có thể thấy rằng theo những cái thông tin mà tôi biết thì rõ ràng là trong tuần qua thì chúng ta cũng đã chứng kiến là cái sự phục hồi của giá dầu thế giới, và điều này cũng đã khiến giúp cho là những cái cổ phiếu ngành dầu khí của Việt Nam cũng có đà tăng lên. Vậy thì cho tôi hỏi rằng là có phải là cái nhóm dầu khí đã dẫn dắt cái thị trường trong tuần này hay không? Theo tôi thấy là trong tuần này thì mặc dù những cổ phiếu dầu khí đã có những cái phiên giao dịch tích cực, nhưng mà tính chung tuần thì cái đà tăng của cổ phiếu dầu khí không đáng kể. Bởi vì các cổ phiếu dầu khí sau cái thời gian tăng điểm khá mạnh trước đó thì cũng đã gặp cái áp lực chốt lời. Bên cạnh đó thì tôi thấy là cái giá dầu cũng còn chưa có ổn định. Bởi vì mặc dù có những cái thông tin về việc là cuộc họp cắt giảm đóng băng sản lượng sắp tới, nhưng mà cái việc mà cái nước chủ chốt là Iran đang có những cái động thái là họ muốn tăng thêm cái nguồn cung dầu, và theo cái tuyên bố mới nhất thì họ cho rằng là họ muốn tăng lên 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, thì đây là cái mức sản lượng khá cao, gấp đôi cái mức sản lượng cũ, thì sẽ gây cái áp lực cho nguồn cung dầu hiện đang khá là dư thừa như hiện nay. Thì tôi nghĩ rằng cái cổ phiếu dầu khí không phải là một cái động lực để giúp cho thị trường tăng điểm. Mà hiện trong tuần này thì tôi cũng không tìm thấy được cái nhóm ngành nào là có sự dẫn dắt chủ đạo đối với chỉ số. Còn về cái giao dịch tuần này thì tôi thấy là có cổ phiếu nhóm ngành thép thì đó là một cái điểm sáng trên thị trường, khi mà các cổ phiếu này vẫn duy trì được cái đà tăng tốt từ cái tuần trước đó. Do các cổ phiếu này vẫn còn hưởng ứng được cái thông tin tích cực từ việc là Bộ Công Thương đã đánh thuế, tăng thuế nhập khẩu phôi thép và thép cán, thì điều này sẽ có giống như là một cái động thái là tự vệ để bảo vệ các doanh nghiệp thép Việt Nam. Thì cái hưởng ứng cái thông tin này tiếp tục là đã có ảnh hưởng tích cực lên các cổ phiếu ngành thép. Thì ngoại trừ cổ phiếu ngành thép thì trên thị trường cũng không có nhiều cổ phiếu có giao dịch tích cực lắm. Vậy thì chị có thể đưa ra những cái dự đoán về thị trường chỉ số VN Index trong những ngày tới như thế nào? Về cái xu hướng sắp tới của chỉ số thì tôi vẫn đánh giá tích cực, bởi vì cái dòng tiền vẫn đang được duy trì ở mức khá cao trong thị trường. Chỉ có cái sự luân chuyển từ cái nhóm ngành này sang nhóm ngành khác, nhưng mà tôi thấy rằng là dòng tiền vẫn ở lại thị trường. Bên cạnh đó thì chỉ số cũng có những cái mức tăng từ từ, những mức tăng nhẹ, thì để chỉ số được vượt qua được cái ngưỡng 580 thì cái điều mà cần thiết thì chỉ số cũng phải có những cái phiên điều chỉnh. Thì tôi đánh giá là thị trường cũng đang tích cực, bởi vì thị trường sẽ có những cái thông tin tích cực hỗ trợ, như là thông tin về việc nới room. Thì cái thông tin này cũng đã kéo dài lâu, nhưng mà
trong thời điểm hiện tại thì có thể là những cái cổ phiếu đang rất là hot như là Vinamilk có có mong muốn là nới room, thì tôi nghĩ là nó sẽ có tác động tích cực đến thị trường. Bên cạnh đó thì về cái yếu tố rủi ro từ các thị trường thế giới thì tôi thấy là có phần giảm đáng kể. Hơn thế nữa thì cũng có thể thấy là cũng có sự tích cực khi mà Fed đã vừa mới có một cái chính sách là không có tăng lãi suất nữa, và những cái ngân hàng trung ương của như là ngân hàng trung ương châu Âu hay là ngân hàng Nhật Bản thì cũng đã có những cái động thái là tiếp tục nới lỏng tiền tệ để mà duy trì được cái sự tăng trưởng của nền kinh tế. Trong cuộc họp vừa rồi thì Fed đã quyết định là giữ nguyên lãi suất kèm theo tín hiệu, hạ số lần tăng lãi suất trong năm 2016 xuống còn 2 lần. ECB và BOJ trước đó vài ngày cũng đã họp và quyết định tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ. Như vậy thì chị có thể chia sẻ tác động tổng hợp từ những chính sách như trên là như thế nào được không? Cái việc Fed giữ nguyên lãi suất là một cái không gây bất ngờ đối với nhà đầu tư, khi mà trước đó thì các ngân hàng như là Khang vừa có chia sẻ là các ngân hàng trung ương châu Âu như ECB hay là BOJ thì đã hạ cái lãi suất xuống mức xuống thấp hơn nữa, thì cái động thái nới lỏng tiền tệ của họ đã gây cái áp lực lên cái chính sách của Fed. Và cái việc mà Fed phản ứng lại bằng cách là giữ nguyên lãi suất là một cái động hành động ôn hòa, nó làm trấn an cái tâm lý của nhà đầu tư. Thì tôi đánh giá là đây là một cái hành động, cái chính sách khá là tích cực. Thì tôi thấy là điểm chung của các chính sách này là nhằm hỗ trợ cho nhằm duy trì được cái sự tăng trưởng của nền kinh tế. Thì cái việc mà Fed giữ nguyên lãi suất thì sẽ giúp cho cái đồng đô không tăng giá quá mạnh, và nếu mà đồng đô không tăng mạnh thì sẽ không có gây áp lực lớn đối với các đồng tiền khác, và sẽ có tác động tích cực đối với giá hàng hóa cơ bản, và điều này thì sẽ tiếp tục có cái phản ứng dây chuyền là sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Vâng, rõ ràng là những đồng tiền chịu sự tác động từ chính sách tiền tệ, thì vậy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán và đến nhóm ngành cụ thể nào, chị có thể cho biết thêm không? Về cái tác động của việc là Fed giữ nguyên lãi suất và ECB đã giảm lãi suất thì sẽ làm cho đồng euro giảm giá. Bên cạnh đó thì việc BOJ đã có cái động thái là giảm lãi suất, thì bên cạnh cái việc là Fed giữ nguyên lãi suất thì điều này sẽ làm cho cái đồng yên Nhật lại gia tăng. Thì tác động chính của các chính sách tiền tệ là sẽ ảnh hưởng đến các đồng tiền, và cái tác động cụ thể đối với những cái yếu tố này là sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp mà có cái hoạt động là xuất nhập khẩu, và tôi nghĩ thêm nữa đó là những cái doanh nghiệp mà vay nợ từ bằng đồng đô hay đồng yên. Thì tôi đánh giá là các cổ phiếu mà nhóm ngành thủy sản và cổ phiếu nhóm ngành may mặc thì sẽ bị ảnh hưởng bởi các cái việc mà đồng euro giảm, và trong đó thì các cổ phiếu nhóm ngành điện là các cổ phiếu mà đặc biệt là tôi quan tâm đến cổ phiếu NT2, là cổ phiếu mà có dư nợ euro thì sẽ được hưởng lợi từ cái việc mà euro giảm giá. Có thể thấy rằng là chúng ta cũng đã nhắc về khá nhiều về cái việc mà đồng euro giảm giá thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà xuất khẩu về thủy sản và may mặc. Còn về cái nhóm ngành điện, theo tôi được biết thì ngành điện không chỉ chịu tác động từ tỷ giá mà còn những cái tác động khác như hiện tượng El Nino, và có vẻ ngành này cũng đang gặp khá nhiều khó khăn, phải không? Về nhóm ngành điện thì gần đây thì có cái thông tin về việc là ảnh hưởng của hiện tượng El Nino lên cái nền kinh tế, làm cho nhiều vùng ở nước ta bị khô hạn, ngập mặn. Vâng, thì cái việc này sẽ làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp thủy điện, và đặc biệt là những cái tỉnh mà theo thống kê là có những cái tỉnh ở miền Trung và Tây Nguyên như là Quảng Nam và Đắk Lắk, thì cái tác động của khô hạn sẽ làm ngưng ảnh hưởng đến các công ty thủy điện ở đây và phải làm ngưng phát điện hoặc là chạy cầm chừng. Thì điều này á, Theo tôi được biết đó là thủy điện đã đóng góp 42% trong tổng công suất điện của Việt Nam. Cái việc mà phải ngưng phát điện như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến cái tổng nguồn điện, và để mà bù đắp vô cái tổng nguồn điện bị thiếu hụt đó, thì chúng ta phải cần khai thác thêm từ các nguồn khác như là nhiệt điện. Vâng, thì tôi thấy là về việc
về việc cái hiện tượng El Nino này đã ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng đến những cái doanh nghiệp thủy điện, thì trong khi đó thì nó sẽ có ảnh hưởng khá tích cực đến những doanh nghiệp ngành điện, ngành nhiệt điện. Vừa rồi thì những ý kiến mà chị Bảo Châu vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình về các sổ trên kênh FBNC. Chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của công ty chứng khoán Phú Hưng và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.